Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách trò chuyện với thai nhi giúp con khỏe mạnh và thông minh nhé. Bố mẹ nên nói chuyện với thai nhi từ tháng thứ mấy? Bạn có thể bắt đầu nói chuyện với thai nhi vào bất kỳ lúc nào, nhưng tốt nhất là vào tuần thứ 18 khi mang thai. Lúc này, bộ phận tai bước vào giai đoạn hoàn thiện. Bé sẽ nghe được nhịp đập từ trái tim mẹ hay âm thanh máu chảy qua dây rốn. Đến khoảng tuần thai thứ 25 của thai kỳ, thai nhi sẽ được nghe rõ tiếng của mẹ, của bố và những người xung quanh. Vào tuần thứ 27, một số thai nhi còn nhận biết được đâu là giọng của mẹ, đâu là giọng của bố và đâu là giọng của người lạ. Mọi âm thanh sẽ ảnh hưởng đến nhịp tim cũng như sự chuyển động của thai nhi. Đồng thời, bé cũng cảm nhận được tình cảm của bố mẹ dành cho mình. Trẻ sẽ chú ý, ghi nhớ và học hỏi về mọi thứ xung quanh ngay từ trong bụng mẹ. Khi lần đầu được làm bố làm mẹ thì cảm giác ngượng ngùng bối rối khi trò chuyện với con là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí, nhiều người còn không biết cách nói như thế nào, nói chuyện gì với bé. Nói chuyện với thai nhi không đơn thuần chỉ là lời thủ thỉ tâm tình mà còn bằng các câu chuyện, những bản nhạc hay kích thích trí não phát triển. Bố mẹ có thể đọc sách, truyện cho bé nghe. Đây là một cách nói chuyện với thai nhi sẽ giúp bé rèn luyện, tăng khả năng ngôn ngữ, phát triển trí tưởng tượng. Bố mẹ nên đọc truyện cổ tích cho bé nghe, truyện thiếu nhi, đồng dao, bài thơ có vần điệu. Theo rất nhiều nghiên cứu khoa học thì nếu bố mẹ thường xuyên đọc sách cho con sẽ kích thích trí não trẻ phát triển vượt trội. Đây cũng là tiền đề cho bé hiểu ngôn từ, sắp xếp câu chữ dễ dàng vì tư duy ngôn ngữ của bé đã được hình thành trong bụng mẹ. Bố mẹ hãy trò chuyện cùng bé, bố mẹ hãy thường xuyên nói với bé rằng bố mẹ yêu con, kể cho con nghe những công việc thường nhật. Hỏi han xem bé có khỏe không, thông báo công việc bạn đang làm gì, hôm nay bố hay mẹ đã sắm món đồ gì cho bé. Những câu chuyện đơn giản đó sẽ giúp bé phát triển khỏe mạnh, cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến, tăng khả năng tư duy, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ vô hình giữa thai nhi và bố mẹ, góp phần hình thành nhân cách. Ngoài ra thì bố mẹ có thể nói chuyện bằng những bài hát và bản nhạc, không phải đợi đến khi bé chào đời mà hãy hát ru bé ngay khi còn trong bụng mẹ. Những câu hát nhẹ nhàng, du dương sẽ tạo cho bé cảm giác an toàn và gần gũi. Đặc biệt, mẹ đừng quên cho bé nghe những bản nhạc giao hưởng giúp kích thích sự phát triển trí não. Điển hình như Baby Chopin, Baby Struber, Phép Màu Nhiệm Của Con, Baby Bach, Beethoven, Baby Mozart. Âm nhạc sẽ giúp bé phát triển năng khiếu nghệ thuật, khả năng nhận biết cảm xúc, kích thích khả năng tư duy, sự nhạy cảm, tinh tế. Để bé có thể cảm nhận được hết tình yêu thương, học hỏi được những điều tích cực, trong lúc trò chuyện với thai nhi, bố mẹ cần lưu ý những điều sau. Giữ cho tâm trạng thoải mái, vui vẻ, điều này sẽ giúp bé luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc, nguồn năng lượng tích cực. Đặc biệt, nếu bố mẹ trò chuyện trong lúc bực bội, buồn rầu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của bé. Nói to rõ ràng, như vậy thì bé mới biết được là bạn đang trò chuyện cùng bé. Âm lượng khi trò chuyện phải đủ lớn để một người khác trong nhà nghe được. Xoa bụng. Trước khi trò chuyện, mẹ hãy xoa bụng để tăng khả năng liên lạc giữa mẹ và bé. Đây cũng là một cách chơi với thai nhi để bé phát triển toàn diện hơn. Mẹ và cả bố hãy nhẹ nhàng xoa lên bụng theo hình tròn, rồi xoa tiếp sang hai bên sườn. Lưu ý là dùng cả bàn tay để xoa, mỗi tuần chỉ xoa 2 lần, mỗi lần khoảng 3 đến 5 phút. Tuy nhiên, vào 2 tháng cuối của thai kỳ thì không nên thực hiện điều này. Mẹ nên ngồi tựa lưng hoặc là nằm nghiêng để tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho cơ thể. Thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện là vào buổi tối. Đây là thời gian rảnh rỗi thư giãn nhất của bố và mẹ để có thể cùng nhau trò chuyện với thai nhi. Điều này sẽ giúp bé cảm nhận được sự gắn kết, tình yêu thương của gia đình.